khu điều trị của các bệnh nhân ung thư buồng trứng bệnh viện ca. Có người mới được phát hiện bệnh, nhưng cũng có người đã điều trị lâu dài và đang tuân thủ theo phác đồ chỉ định. Trong đó, tùy vào thể trạng của mỗi bệnh nhân mà bác sĩ có những chỉ định phác đồ điều trị khác nhau. Có trường hợp người bệnh được phẫu thuật trước rồi mới hóa xạ và điều trị đích, nhưng cũng có người được chỉ định phải hóa trị 3 đến 4 chu kỳ cho khối u nhỏ lại rồi mới tiến hành phẫu thuật. Đơn cử như bệnh nhân này, sau khi tuân thủ điều trị đa mô thức, hiện sức khỏe của bà đã ổn định. Bây giờ là tôi đang điều trị là hai loại thuốc chính, là một loại thuốc truyền này và một loại thuốc uống. Thì cho đến bây giờ vẫn cứ truyền là 20 ngày một lần vào truyền. Thế còn thuốc uống thì là uống hàng ngày, không quên một viên nào mà không quên một bữa nào. Sức khỏe bây giờ thì cũng gọi là nó tạm tạm. Tôi vẫn đi xe máy được. Thế rồi thì là nhà tôi cách đây 12 cây, tôi vẫn đi một mình vào đây. Xong tôi truyền xong chiều tôi lại về. Theo các bác sĩ, đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng, thông thường sẽ được chỉ định điều trị đa mô thức. Các bác sĩ ngoại khoa và nội khoa, xạ trị sẽ có những hội chẩn cụ thể cho từng người bệnh để đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp. Và thông thường, tùy từng giai đoạn bệnh, sau quá trình điều trị phối hợp nhiều phương pháp tiên tiến, thể trạng bệnh nhân tốt lên, chỉ số xét nghiệm ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân cần tiếp tục các liệu pháp duy trì để tiêu diệt hoàn toàn các tồn dư của khối u, ngăn bệnh tái phát. Sau khi mà phẫu thuật tối ưu xong thì phương pháp điều trị hóa trị bổ trợ gần như là bắt buộc với tất cả các bệnh nhân, chỉ trừ một số bệnh nhân ở giai đoạn 1. Gọi là 1A và 1B và cái độ mô học thấp thì có thể chỉ theo dõi đơn thuần. Còn tất cả những cái trường hợp còn lại sẽ được điều trị hóa chất bổ trợ sau đó. Còn riêng với những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng ở giai đoạn 3C hoặc là giai đoạn 4, các bác sĩ ngoại khoa và các bác sĩ nội khoa sẽ bàn bạc và cân nhắc có thể tiến hành điều trị hóa chất trước, khối u thu nhỏ lại để làm cho cái quá trình phẫu thuật về sau nó được thuận lợi hơn và nó cũng giảm được các cái biến chứng trong quá trình phẫu thuật khi mà bệnh nhân đã được điều trị với hóa chất bổ trợ trước. Ung thư buồng trứng tuy khó phát hiện ở giai đoạn sớm bởi dấu hiệu dễ gây hiểu lầm với các bệnh lý phụ khoa thông thường. Nhưng với sự tiến bộ của y học, hiện đã có rất nhiều phương pháp giúp chị em được tầm soát phát hiện sớm và điều trị hiệu quả được tối ưu. Hiện nay, bệnh viện ca không chỉ áp dụng phẫu thuật, hóa, xạ, mà những năm gần đây đã có rất nhiều tiến bộ vượt bậc. Trong đó không thể không nhắc đến phương pháp miễn dịch, các loại thuốc điều trị đích thế hệ mới, giúp kéo dài thời gian sống không bệnh cho các bệnh nhân. Thì phải nói là bệnh nhân ung thư buồng trứng trước kia thì tiên lượng không được tốt lắm nếu như mà bệnh nhân mà phát hiện ra ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Tuy nhiên thì với cái việc phát hiện ra gen BRCA này và đặc biệt là có cái sự ra đời của cái thuốc ức chế PAP là olaparib thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân được cải thiện rất là đáng kể. Ví dụ trước kia thì người ta thấy là cái thời gian sống thêm không tái phát ấy, khi mà mình không được điều trị với cái thuốc đích olaparib này thì trung vị nó khoảng là 13,8 tháng. Thì nếu như được điều trị với cái thuốc olaparib này thì cái trung vị thời gian sống thêm không tái phát nó có thể kéo dài lên đến 56 tháng. Thì đây là một cái kết quả rất là ngoạn mục cho một cái thuốc mới điều trị. Mặc dù đã có những phương pháp tốt, tiến bộ mang lại hiệu quả cao trong điều trị cho người bệnh, song để thực sự đạt kết quả tốt, theo các bác sĩ, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám theo đúng định kỳ, thì việc chủ động đi tầm soát, phát hiện sớm là việc nên làm và có vai trò hết sức quan trọng, giúp bệnh nhân không bỏ lỡ thời điểm vàng của quá trình điều trị.